Rồi thì sau đây em mời các bác cùng xem phía trên này. Đấy, rất là mới nha, cực kỳ xuất sắc, hàng e-bay thì khỏi bàn. Giá 25 triệu bác là chốt thì alo cho. Vâng, chào các bác nha. Thì đây là con Amply Lukman R1120, là dòng Amply đài hot nhất của hãng Lukman nha các bác. Hãng Lukman nhắc về dòng Amply đài khủng thì con 1120 là khủng và hay nhất nha các bác. Hơn 500W, 550W và dòng chạy sọt sách nha các bác. Các bác mà ghép với những dòng loa JB và chơi những dòng loa, kể cả dòng loa toàn giải châu Âu, BBK vân vân, đánh thằng noi thì tuyệt vời rồi. Lukman tiếng rất là hay các bác. Những con này các bác nào đã chơi qua thì có thể bình luận cho anh em biết nha. Bởi vì con này dòng này khá là hiếm, nên mà lâu lâu mới ship được những con e-bay về. Khi mà họ đang lên bán là em đưa về liền với giá hợp lý trong mùa này, giá là 25 triệu nha. Con máy rất là mới nha, cực kỳ xuất sắc luôn á. Vừa nghi vừa trưng bày. Đặc trưng dòng 1120 khi các bác nghe nhạc á thì nó sẽ có đèn tia này các bác, đèn tia này. Đấy. Chỉnh bass chép thì mình có thể rút, nếu mà tăng cường bass chép mạnh hơn thì rút ra nha. Và nó tăng cường kiểu nó âm thanh nổi các bác. À, lo nét đầy đủ nha các bác. Đồ thi đầu vào. Đấy. Đây là volume đài. Đấy. Vừa nghi vừa trưng bày. Đây là model lớn nhất rồi nha các bác, model lớn nhất rồi, khủng long rồi. Nó có một cái size rất là đẹp, hài hòa, không phải những dòng như là size cái ngắn đâu, size lớn nha các bác. Bởi vì mang công suất và lực đánh khỏe nên là má được bố trí và thiết kế rất là đẹp. Hầu như là rất là hài hòa đấy. Nhìn cái âm ly là các bác có thể để được những dòng CD lên luôn. Con này là hàng thị trường Mỹ nha các bác, hàng thị trường Mỹ, đánh 3 cầu lo lần nha, 3 cầu lo lần. 120V, chạy sò 4 sò Toshiba chữ đỏ nha. Đây, rất là mới nha các bác, rất là mới. Rồi thì sau đây em mời các bác cùng xem phía trên này. Đấy, rất là mới nha, cực kỳ xuất sắc, hàng e-bay thì khỏi bàn. Giá 25 triệu bác là chốt thì alo cho em nha, qua hai số điện thoại trên. Sau đây em mở cái phía trong để các bác cùng xem. Con dòng này sexy 7 màu nha. Vâng, đây là bên trong cấu hình con R1120, các bác thấy khủng không? Dài đẹp luôn. Đây là phần công suất nha, 4 cái cầu chì này, các bác bảo vệ này. Đây là phần sò công suất, 4 con Toshiba chỉ đỏ nha. Sexy là 7 màu nha các bác, ken luôn nha, máy rất là đẹp. Tất cả bao zin tuyệt đối nha các bác, máy rất đẹp nha, xuất sắc luôn nha. Đây là dòng Amply Lukman đài, thiết kế đẹp, hài hòa về bố cục, kích thước đẹp. Các bác có để lên những con đầu CD nó tiện nha, những dòng mà Lukman như là 309 rồi thì nó hơi bị ngắn nên khi mình để CD nó cực, nhưng dòng này thì để CD lên phối ghép và đẹp, mình bố trí nó rất là tuyệt vời nha. Này phía dưới nó cũng là sexy 7 màu luôn nha. Đây các bác, đấy. Bác nào chốt em này thì alo cho em nha, model này hiếm đó nha các bác, xanh lùng khá là nhiều, là dòng Amply Lukman. Amply đài thì có ý rồi, vừa nghi vừa trưng bày và có một công suất rất là khỏe, vô tư các bác ghép lo luôn. Liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại 0978338 14 hay là 0965 770227, em giao hàng và ship hàng toàn quốc nha. Lukman R1120. Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Thì sau đây em mời các bác cùng xem chi tiết độ đẹp con Lukman Amply đèn LX33. Đẹp không tì vết nha các bác, con này mới về trong sáng ngày hôm nay, mời các bác cùng xem. Mạch của nó là mạch phay, đấy, LX33. Với đây là volume, đây là ba lăng, đây là chỉnh bass chép. Có tăng cường bass chép qua hai volume này, đây là những ấn nút nhận kênh. Thấy các bác thấy mé đẹp không? Còn được mới, gọi là quá mới nha. Cái này là để các bác trưng bày này, và ngắm nghía này. Tí nữa em đưa các bác vào bên trong con máy này. Đây là tổng quan ở phía cạnh bên tay trái này. Đẹp hoàn hảo luôn nha các bác, hàng em tuyển về. Đây các bác cùng xem. Đây là cạnh phía bên tay phải nha các bác. Đây là cái rọ, cũng như là cái nắp bảo vệ. Nó được làm trống, tại vì âm đi đèn hoạt động là nó nóng. Nó kiểu như là class A các bác. Mà nghe đèn thì các bác nghe đèn nó sẽ rất là phái. Nghe đèn là có người là dễ bị nghiện đó các bác. Đèn nó có chất âm rất là sạch, độ tĩnh. Nếu các bác nào không thích sự ồn ào thì nghe đèn vẫn là dòng lựa chọn
ở cái tuổi cao, nhưng mà các bác lớn tuổi thích rất là thích nghi đèn. Tất cả rác đều màu vàng đó nha các bác. Đây trạm loa này coi, mới keng nha. Trạm loa 100V seri là 0676 nha. Con này seri 0676. Tổng quan phía sau nha. Thôi giờ em đi vào nội thất bên trong để các bác cùng xem đồ đẹp. Bác nào yêu thích con này alo cho em chuyển qua hai số điện thoại trên. Giá nó là 23 triệu 500 nghìn bao gồm phí ship. Chuyển khoản đủ thì em bớt 200 nghìn, còn cọc tiền thì cọc khoảng 10% trở lên, khoảng 2 triệu là em ship hàng tận nơi tất cả các bác nha. Máy tắt hoạt động hoàn hảo tất cả các tính năng nha các bác. Những cái sản phẩm mà em đã lên sóng là nó hoàn hảo hết nha các bác. Các bác vị trí xem mà nếu yêu thích và đang cần sản phẩm đó thì liên hệ cho em thôi, em ship tận nơi toàn quốc. Đây là phía bên trong của con âm ly đèn, các bác thấy độ mới từ những cái tụ này nó mới và sexy này các bác. Đấy, đây là phần rề cho hai vé và đây bốn bé công suất, nó chạy bóng là 6CA7 nha các bác. IL34 6CA7 IL34 Japan. Đấy, bốn bóng 6CA7 IL34. Đây các bác thấy sexy này, sân tròn còn 7 màu luôn này. 6CL7 IL34 nha các bác. Đây là tầng 4 của nó này, các bác thấy độ mới này. Đây là hai cái biến thế xuất âm nha các bác, hai biến thế xuất âm, logo còn mới keng. Đây là những con bóng rề. Đây tổng quan con lưỡi 33 và độ mới của sản phẩm, độ sạch sẽ của sản phẩm. Đó, nhìn cái nắp này. Đấy, long lanh luôn nha. Bác nào yêu thích con lưỡi 33 này để về ghép với những dòng loa nghe nhạc cao cấp như là JBL, Tăng Noi vân vân, BBK, những dòng loa Pioneer có độ nhẹ từ 90 dB trở lên, hoặc là những dòng loa toàn giải thì quá tuyệt vời rồi nha. Lúc man thì nghe tiếng ngọt ngào đầy trân rồi.